Dạ xin chào các anh ạ, à. Đến với video số 149 của kênh đầu câu Toto Japan ạ. À. Hôm nay em lên cho mình một ít máy đứng nha. Có vài con máy ngang tay trái cho mình luôn nha mấy anh. Rất là xịn sò luôn ha, đến từ hãng Dawa và Shimano luôn ạ. À. Dạ có một dạ em có ghép một combo nha, vừa cần vừa máy nha, nguyên một cặp combo cần máy ngang tay phải cho mình nha, giá rẻ và bao ship cho mình luôn ạ. À. Cần thì em sẽ lên vài cây cần máy ngang và máy đứng cho mình ha, cần lua và cần câu ngâm luôn cho mình ạ. À. Rồi em lên phụ kiện trước nha mấy anh. Phụ kiện mã số 1 thì em gửi đến mấy anh. Cái này là cước Dawa, chính hãng Dawa nha, hàng nội địa Nhật cho mình luôn ạ. À. Cái này là cước 2.5 ha. Đường kính của nó là 0.26 mm nha. Đây tải cá thì tầm khoảng là 10 lb ha, 5 tới 7 kg đổ lại cho mình nha. Một hộp như này là 500 m ạ. À. Một combo như này thì em bán với giá là 130k nha. 130k cho cái combo này nhé. 130 ạ. À, mã số 1, 130. Mã số 2 thì gửi đến mấy anh là cước đến nhà phim Daiwa nha. Cước này hàng nội địa Nhật luôn nha mấy anh. Đấy, mã số là 0.6 mm nha. Tải cá tầm khoảng 35 kg cho mình nè. Sợi cước này nó nối liền với nhau, em ghép combo 3 cuộn nha. Mỗi cuộn 100 m, combo 3 cuộn nó nối liền nhau như này ha, không cắt rời ra nha. Đấy, 300 m nối liền nhau nha mấy anh. Em bán với giá là 100k. Mã số 2 100k nhé. Mã số 3, mã số 3 thì em gồm có dù BE nha. BE thì em sẽ ghép một cuộn số 7 và một cuộn số 8 cho mình nha. Cuộn số 7 thì tải cá tầm khoảng là 45 cho tới 47 kg nha. Đây, đường kính của cái cuộn số 7 này nó sẽ là 0.45 mm nha. Một cuộn như này là 100k, 100 m ạ, 100k. Em đọc lộn ạ. À. 100 m nha mấy anh. Cái loại này nó là hàng nội địa Nhật luôn ạ. À. Đấy, có tem đầy đủ hết cho mình luôn nha. Hàng nội địa Nhật nha mấy anh. Còn cuộn số 8 thì nó sẽ là đường kính sẽ là 0.5 mm nha, tải cá tầm khoảng là 120 lb ha, có chữ Japan trên này hết cho mình đầy đủ nha. Đấy, tải cá tầm khoảng là 120 lb, đây là tầm khoảng 60 kg cá nha. Cái màu xanh rêu cũng là đẹp cho mình luôn ha. Một cuộn thì tầm khoảng là 100 m ạ. À. Em ghép combo 2 cuộn, một cuộn số 7 và một cuộn số 8, em bán với giá là 100k nha mấy anh. 100k cho cái này nhá. Đấy, mã số 3 100k. Mã số 4 thì gửi đến mấy anh, gọi này là lưỡi nha. Lưỡi này tầm số 4, số 5 gì đó em cũng không biết nữa. Một combo thì em sẽ ghép với như vậy ha, là 10 dĩ nha. Một dĩ thì nó tầm khoảng là 10 12 lưỡi nha mấy anh. Đấy, một combo như này 10 gói thì tầm khoảng là 120 lưỡi nha, rất là nhiều ha. Để em lấy một cái lưỡi ra cho mình xem này, coi nó em để lên cái giấy ô tập cho mình xem ha, đặng mình biết nha. Cái lưỡi này nó có ngạnh nha mấy anh. Đấy, nó có ngạnh nha. Rất là nhạy cá và khó xải cá cho mình luôn ha. Cầm thì cũng rất là chắc tay này. Đấy. Đây nó như này nhá. Đây nó to như này nha mấy anh. Đấy. Và cái khoen của nó là cái khoen dẹp nha. Đây này, cái của nó là khoen dẹp nha, không phải là bo tròn gì đâu ạ. À. Đấy. Combo mã số 4 mà em bán với giá là 100k cho cái lưỡi Shimano này nha, đến từ hãng Shimano nha mấy anh. Lưỡi Shimano ạ. À. Combo mã số 4 mà em bán với giá là 100k nha, 100k. À. Đến với mã số 5 nha. Mã số 5 thì có là hẻo câu cá biển ạ. À. Đấy, nó có gắn sẵn lông kim tuyến cho mình luôn ha, để hấp dẫn con mồi cho mình này. Lưỡi thì sẽ có ngạnh luôn nha, rất là nhạy cá và khó xải cá cho mình luôn nha. Cái lưỡi này em cảm thấy nó rất là to, rất là chắc chắn cho mình nha mấy anh. Combo như này thì em sẽ ghép với là 10 10 dĩ nha. Một dĩ thì nó có gồm 5 thẻo nè. Đấy, nó 5 lưỡi nha, 5 thẻo cho mình ha. Combo mã số 5 mà em bán với giá là 100k. Thẻo câu cá biển nha mấy anh, có gắn sẵn lông kim tuyến cho mình luôn ha, 100k cho cái thẻo này nhé. Mã số 6 ạ. À. Số 6 thì em có thẻo câu bè mini nha, câu cá tráp, cá hanh, cá đối, cá dìa cho mình luôn ha. Một combo như này thì em ghép với là 20 dĩ nha, mỗi dĩ gồm 2 thẻo ạ. À. Và mỗi thẻo là 5 lưỡi nha, 2 4 6 8 10 nè. Mỗi thẻo này 5 lưỡi nha mấy anh. Đấy. Combo mã số 6 và em bán với giá là 100k nha. Mình mua một combo như này 20 dĩ xài rất là lâu ha, rất là ngợi cho mình luôn nha. Combo mã số 6 100k. Rồi em qua cần nhé. Combo mã số 1 thì gửi đến mấy anh một cây cần Mazetti Shimano nha, một combo câu lua nha, máy ngang tay phải cho mình luôn ha, máy hoạt động bình thường ok, nút xạ đầy đủ cho mình luôn nha mấy anh. Đấy. Đó. Lăng chi cước thì chạy đều luôn ha. Con này có ratio là 7.2 nha.
Vào cước 0.32 là được 180m, là 0.28 thì được 150, và 0.2 thì được 100m nhé. Đấy, hoạt động máy là bình thường nha. Đấy, con lan chi cước chạy còn rất là đều nè, máy chạy êm mượt cho mình luôn nha. Đó, nút cân mồi và xì buôn đầy đủ cho mình hết luôn nha mấy anh. Cây cần thì chiều dài là 2m1 ha, độ cứng là MH cho mình luôn nha. Cây cần Majestic đến từ hãng Shimano nha mấy anh, Shimano cho mình nè. Tay cầm cán gỗ bằng êm ái cho mình luôn nha. Cái combo này rất là đẹp nha mấy anh. Cây cần thì là phôi carbon xoắn cho mình ha, cầm rất là chắc tay ạ. Lua mồi thì tầm khoảng là 10-30g nha, mình tải nhái thật mình lua luôn cũng được ạ. Đấy, tải cá thì từ 5-10kg nha, tức rất là ok, cái phôi rất là đẹp ha. Combo mã số 1 ạ. Cái cần này nó có cái ngọn là 2 ly nha, trọng lượng là 132g nha mấy anh. Đấy, một combo tông xuyệt tông cho mình luôn ha. Cái cần Majestic đến từ hãng Shimano, máy ngang tay phải nha. Em bán với giá là 520k bao ship cho mình ạ. 520k bao ship nha mấy anh. Mã số 2 thì em gửi đến mấy anh một cây cần Majitsu ạ. Đấy, chiều dài là 1m8, độ cứng mờ ha. Cây này thì tải cá từ 4-6kg nha, tải mồi 5-15g nha. Phôi carbon xoắn vân này, đó, phân rộ caro nha mấy anh. Cây này thì nó có cái ngọn là 1.9 ly nha, trọng lượng là 111g nha, phôi carbon xoắn cho mình luôn ha. Dàn khoen này, đội xứ nha, đẹp ken hết cho mình luôn nha mấy anh. Một cây cần Majitsu nha. Bát này, cây cần này cái phôi bát nó rất là đẹp nha, ôm re giữa màu đỏ và màu đen ha. Tay cầm cán gỗ bần cho mình này, đẹp từ gốc cho tới ngọn nha. Cây cần mã số 2 em bán với giá là 350k cho cây cần này nhé. Mã số 3 thì em gửi đến mấy anh một cây cần Ika nha. Đấy, cây cần này là đẹp đẹp ken hết cho mình luôn nha mấy anh. Đây, độ mới gần như hoàn hảo luôn ạ. Nó còn túi đầy đủ luôn nha, tem vàng đầy đủ cho mình này. Cây cần này có tên là Ika, chiều dài là 1m98 nha, độ cứng là MH medium heavy cho mình nha. Tải cá từ 5-10kg nè, tải mồi từ 12-26g nha, rất là ok ạ. Phôi carbon xoắn ít hai da cho mình luôn nha. Đây là cái hãng Ika của nó nha mấy anh. Nó có in cái logo hình như là con bạch tuộc này, rất là ok, rất là đẹp ha. Đấy, cây này nó có cái ngọn là 1.8 ly nha, trọng lượng là 153g ạ. Đấy, nó có in đây, in mà mấy cái này là in nổi, nhìn rất là đẹp nha mấy anh. Cái phôi này cầm rất là chắc tay nha, cây này phản hồi tốt lắm luôn ạ. Đấy, cái cần mã số 3, chiều dài 1m98, độ cứng là MH nha, rất là đẹp luôn nha. Đây, quá đẹp, và cây này đẹp lắm luôn nha mấy anh. Cái bát cũng đẹp cho mình này. Đó, một cây cần Ika nha, em bán với giá là 750k bao ship cho mình luôn nha mấy anh. 750k bao ship cho cây cần này nha. Cây cần này đẹp quá à. Mã số 3, 750k bao ship cho mình cây đó nha. Cây cần mã số 4 thì gửi đến mấy anh một cây cần Lua Stilab nha. Tải mồi từ 8-25g nha, tải cá từ 4-8kg nha, rất là ok ạ. À, cây này thì nó có cái ngọn là 2 ly 3, trọng lượng là 127g, rất là gọn nhẹ cho mình luôn nha. Phôi là phôi carbon nhám cho mình nha, cầm rất là chắc tay ha, không bị trơn trượt cho mình đâu ạ. À, cái bát cũng rất là đẹp cho mình luôn nha. Một cây cần máy ngang ạ, tay cầm cán mút này đó. Cái cần mã số 4 em bán với giá là 250k cho cây cần chiều dài 2m1 này nhé, 250 ạ. À, mã số 5 thì gửi đến mấy anh một cây cần Yamaha Blend nha, hàng nội địa Nhật ha. Phôi carbon xoắn ít hai da cho mình luôn nha, chiều dài là 2m4, độ cứng MH nè. Cây này nó có độ tải mồi là 30-60g nha. Cây này tải nhái thật lua rất là ok nha mấy anh. Đấy, cảm giác mà lua nhái thật thì nó sẽ cảm giác thích hơn là mồi giả nha. Sử dụng dây bi-e từ dây số 1 tới dây số 3 vẫn ok nha. Mã code đầy đủ, thông số đầy đủ hết cho mình trên cần luôn nha. Cái phôi nhìn rất là đẹp nè, phôi carbon xoắn ít hai da nha. Dàn khoen Fuji Sigon hết cho mình luôn nha mấy anh. Đấy, Fuji Sigon nha, đầu bu này chống xoắn dây cho mình luôn nha. Phôi nhìn rất là chắc chắn nha, cầm rất là chắc tay ạ. Khoen Fuji Sigon cho mình này đó, khoen đẹp ken hết cho mình luôn nha. Cây này độ mới cao không lỗi lầm đâu ạ. Vít xước lông mèo tìm hỏng ga luôn nha mấy anh. Đấy, cái bát nó có in chữ Yamaha rất là đẹp luôn nha, bát C14 cộng cho mình luôn ạ. Tay cầm cán mút này, phôi sáng trưng hết cho mình luôn nha. Cây cần mã số 5 em bán với giá là 1.250.000 cho cây cần chiều dài 2m4 này nha. Đến với cây cần mã số 6 á, thì em có một cây cần Winraden 2m1 nha. Độ cứng là 60-100 nha, sử dụng dây bi-e từ dây số 3 tới dây số 6 vẫn ok ạ. À, tải mồi vô tư ha. Thiết kế dàn khoen này chịu lực tốt cho mình luôn ạ. À, cây này nó có cái ngọn là
3 ly 6 và trọng lượng là 196 g nha, phôi carbon xoắn cho mình ha. Cây này là đã có khách phản hồi là nhất tỉnh cá là 2 đến 3 kg vô tư rồi đó nha mấy anh, rất là ok ạ. À. Đấy, cây này đánh cá xong rất là ok ha, câu ngâm lăn xê đều được hết luôn ạ, à. Đánh xong nha. Cái cần mã số số 6 ạ, à, em bán với giá là 350k nha, 350k cho cây cần này ha. Đấy, cái cây cần này em có khổ cả khổ 2m4 nữa nha mấy anh. Ai nào không thích 2m1 thì báo em lấy 2m4 cho mình ạ. À. Đến với cái cần mã số 7 ạ. À. Số 7 thì em có một cây cắm gốc này, đấy một cây cắm gốc cho mình nha. Ngọn thì là ngọn sợi thủy tinh cho mình ha. Ngọn 2 ly 8 ạ, à, trọng lượng 344 g cho mình ạ. À. Đấy. Cây này còn rất là ok nha. Cây này là đến chiều dài 1m8 ạ. À. Cây này chiều dài 1m8 nha. Khoen Fuji loại xứ nha, bát là bát Fuji cho mình luôn ạ. À. Cái phôi nhám cầm rất là chắc tay luôn nha mấy anh. Cây này chiều dài 1m8 thôi ạ. À. Đấy. Tem vàng còn đầy đủ hết luôn nha mấy anh. Đấy. Phôi carbon rod cho mình luôn này. Cái cần mã số 7 là em bán với giá là 850k cho cây cần này nha. Cây cần này là một cây cần 2 khúc nha, 2 khúc này. Mã số 7 850k ạ. Mã số 9 thì gửi đến với anh một cây cần 3 khúc nha, chiều dài là 3m ạ. Hàng China xuất Nhật nha, độ cứng tầm khoảng là 30 cho tới 80 nè, rất là ok nha. Cây này có cái ngọn là 2 ly 2 nha, trọng lượng là 249 g ạ. Bát là bát Fuji nha, vàng khoen Fuji loại xứ xám, bo tròn chống sóng dây và chống mài mòn dây cho mình luôn nha. Đến từ hãng Alpha Seco nha. Đấy, mã code đầy đủ hết cho mình luôn nha mấy anh. Hàng China xuất Nhật ạ. Thiết kế vàng khoen này rất là ok ha, chịu lực tốt cho mình luôn ạ. Khoen Fuji xít nè. Khoen Fuji xứ xám nha mấy anh. Đấy. Phôi cái phôi màu nước sơn màu ánh tuyến rất là đẹp nha, màu ánh tuyến rất đẹp cho mình luôn nè. Độ mới cao không lỗi lầm luôn. Đến từ hãng Alpha Seco nha. Chính hãng Alpha Seco nha mấy anh, một cây cần 3 khúc nha, ngâm lăn xê đều được hết luôn nha mấy anh. Đấy. Cái cần mã số 8 mà em bán với giá mã số 8 em bán với giá là 1.150.000 cho cây cần này nhá, cái phôi carbon rất là đẹp luôn ạ. À. Đây. 1.150.000. Dạ rồi, em qua cờ máy nha mấy anh. Con máy mã số 1 thì gửi đến mấy anh một con máy tay trái nha, chính hãng Dawa cho mình luôn ha. Máy hoạt động ok êm mượt này, anh nào mà thuận tay trái thì con này là ok nhé. Giá thị trường đang cao hơn giá em bán nha mấy anh, em đang bán giá sale cho mình luôn ha. Có nút cân mồi này, xì bun đầy đủ nha, ratio 6.4 cho mình luôn ha. Máy đẹp keng hết cho mình luôn nha, độ mới cao không lỗi lầm, hàng thanh lý con tem và hướng dẫn sử dụng đầy đủ luôn nha mấy anh. Đấy. Con lăn chia cướp còn rất là đều này, nó chạy rất là mượt luôn nha, rất là ok. Con máy mã số 1 ạ. À. Con máy ngang tay trái chuyên lô nha, em bán với giá là 990k nha. Thị trường đang bán 1.240.000 nha mấy anh. Đấy, em bán giá rẻ thanh lý cho mình chơi luôn ha. Máy thì chạy êm mượt nha, rất là ok, cầm khá là chắc tay luôn ạ. À. Con máy mã số 1 em bán với giá là 990k. Mã số 2 thì em có một con máy Shimano KYS này, đó. Con này ratio 7.2 nha mấy anh. Đến từ hãng Shimano nha, hàng Malaysia xuất Nhật nha. Con này hàng sắp tay nha mấy anh, mua tại cửa hàng bên Nhật đem về nha mấy anh. Con túi đây, con hộp đầy đủ nha. Đây cái hộp của nó như này ha. Đấy, rất là ok nha. Chính hãng Shimano nha, hàng Malaysia xuất Nhật ạ. À. Đây hoạt động máy đây ạ, à. Máy chạy rất là ok nha, êm mượt cho mình. Đó, lăn kia cứ chạy đầy đủ nha. Máy rất là đẹp nha, cái màu nhám của nó cầm rất là đã tay nha mấy anh. Đấy, còn tem đầy đủ hết cho mình luôn nha. Máy mới full box ạ, à. Nguyên zin nguyên hộp nha, chưa bị bóc tem đâu ạ. À. Con máy mã số 2 em bán với giá là 1.650k cho con máy này nha. 1.650.000 ạ, à, đến từ hãng Shimano ạ. À. Con máy mã số 3 thì em gửi đến mấy anh là một con máy đứng nha. Con máy này đến từ hãng Daiwa ST600X này, xây thực tầm khoảng 500 thôi ạ. À. Hợp kim nguyên khối. Mô pin sóng tiếng kêu lưỡi gà còn nhẹ nha, cần gạt một mà này, con lăn sáng trưng ha, đổi tay qua trái phải đều được, hàng nội địa Nhật luôn ạ. À. Chốt chặn đảo chiều đầy đủ, có tiếng e khi kéo cá này, rất là ok nha. Đấy. Con máy mã số 1 em bán với giá là 300k, mã 1 300k nhé. Mã số 2 thì em gửi đến anh một con máy đến từ hãng Shimano nha, Aenos này XC1000 nha, xây thực 1000 luôn ạ. À. Vào cước 1.5 là được 130m, cước số 2 100m và cước số 3 là 65m nhé.
cối là hợp kim, thân là carbon nha, cái cối rất là dày, máy chạy với bạc đạn cho mình luôn nhé. Hàng Malaysia xuất nhập khẩu độ mới còn cao lắm nha mấy anh, tầm khoảng 90% nhé. Có bị một vết, một vài vết trầy xước đây, nó cà cạ đây này, chắc do là đi câu người ta cạ thôi đấy. Hãng Shimano nha mấy anh, mô bin sóng tiếng kêu lưỡi gà con này, cần gạt đây, con lăn sáng trưng luôn nha, đổi tay quay trái phải đều được ạ. Hoạt động máy đây rất là ok ạ. Chốt chặn thắng IBS cho mình luôn nha, đảo chiều đầy đủ. Máy mã số 2 em bán với giá là 550k, một con máy đến từ hãng Shimano nha. Con máy này rất là khỏe nha mấy anh. Cái hãng này thì với cái dòng này thì anh nào mà xài qua rồi thì biết chất lượng của nó ha, rất là ok, ổn định ạ. Mã số 2 550k. Mã số 3 thì gửi đến mấy anh một con máy Shimano Acos đây. Đây XT 2500, xây thực 2500 nha. Cối là hợp kim, thân là carbon cho mình ha. Vào cước số 4 là được 130m, cước số 5 100 và cước số 6 là 70m, xây thực 2500 luôn nha mấy anh. Mô bin sóng này tiếng kêu lưỡi gà còn nhé. Đổi tay qua trái phải đều được ạ. Hàng Malaysia xuất nhập luôn nha. Máy hoạt động ok êm mượt nè. Con này có thắng ABS luôn nha mấy anh. Chốt chặn đảo chiều đầy đủ ạ. Máy mã số 3 em bán với giá là 690k cho con máy Shimano Ascot này nha mấy anh. 690k cho con máy này ạ. Mã số 7 thì em có một con máy hàng China xuất nhật nha, Giga Pin nha. Còn cước số 1 là được 150m ạ. Cước số 1.5 là 100m, xây thực là 1000 thôi nha. Cái cối là hợp kim, thân là carbon nha. Nhìn nó 1000 mà giống như là con 2000 vậy nha mấy anh. Nó cái thân hình của nó, ngoại hình nó rất là to nha. Mô bin sóng tiếng kêu lưỡi gà còn này, cần gạt ha. Con lăn đổi tay quay trái phải đều được ạ. Hoạt động máy đây, chốt chặn đảo chiều đầy đủ cho mình luôn nha. Con này câu lua rất là ổn áp nha mấy anh. Con máy mã số 4 mà em bán với giá là 230k, mã 4230 ạ. Mã số 5 em có một con máy đến từ hãng Dawa nha. Con này là hàng Việt Nam xuất nhật ạ. Cối là hợp kim, thân là carbon nha, xây thực tầm khoảng 2000 cho mình luôn nè. Bộ cước số 2 là được 150m, cước số 3 100 và cước số 4 là 70m nhé. Mô bin sóng đây, tiếng kêu lưỡi gà còn nhé. Đổi tay qua trái phải đều được luôn. Anh nào thuận tay trái báo em đổi sẵn qua cho mình luôn. Về phải lòng trọng nhé. Con này người ta lược bỏ cái chốt đảo chiều rồi nha mấy anh. Do nó không có quan trọng trong quá trình hoạt động máy đấy, nên người ta lược bỏ chỉ, con máy này chỉ có một chiều và chốt chặn thôi nhé. Con máy mã số 5 em bán với giá là 330k, 330k cho con máy đến từ hãng Dawa này nhé. Mã số 6 ạ. Số 6 thì em có một con máy đến từ hãng Shimano nha, em Snock luôn, nhưng mà con này xây 3000 nha, cầm rất là đã tay ha. Vào cước số 2 là được 220m, cước số 3 150 và cước số 4 là 100m, xây thực 3000 nha. Cối là hợp kim, con này ngoại hình cũng còn đẹp nè mấy anh ơi, đẹp keng cho mình luôn nha. Đây, mô bin sóng tiếng kêu lưỡi gà còn ha, cần gạt. Con lăn nha, đổi tay quay trái phải đều được ạ. Hoạt động máy đây nhé. Máy hoạt động ok êm mượt cho mình này. Ngoại hình tổng thể của nó con này còn rất là đẹp nha. Con máy mã số 6 em bán với giá là 680k cho con máy này ạ. 680k cho con máy này nha, rất là ok ạ. 680 ạ. Mã số 7 ạ. Số 7 thì em có một con máy Daiwa đến từ dòng Long Scat nha. Con này thì SC750 nha, được máy chạy với bạc đạn cho mình luôn ạ. Vào cước số 2 là được 200m, cước số 3 150 và cước số 4 là 100m nhé. Con này full carbon kháng mặn tốt cho mình luôn nha. Mô bin sóng tiếng kêu lưỡi gà còn này, cần gạt mượt mà, con lăn sáng nha. Hàng nội địa Nhật nha mấy anh, hoạt động máy đây ạ. Máy hoạt động ok này, chốt chặn đảo chiều đầy đủ nha. Con máy mã số 7 em bán với giá là 260k cho con máy này nhé. 260 cho con máy này ạ. Đây, 260 nha. Mã số 8 là một con máy đến từ hãng Daiwa nha, con máy Gigon X nha. Con này vào cước số 2 là được 150m, cước số 3 100 và cước số 4 là 70m nha. Cối là hợp kim nha, thân là carbon này, mô bin sóng tiếng kêu lưỡi gà còn nhé. Cần gạt mượt mà, con lăn còn sáng trưng luôn nha, con ngoài ngoại hình còn tốt ạ. Con lăn phủ màu vàng gòn rất là đẹp nha mấy anh, tay quay dạng cán gỗ rất là xịn luôn nha. Hàng Thái Lan xuất nhật cho mình luôn ạ. Hoạt động máy đây, con này hoạt động quá ok ạ. Chốt chặn đảo chiều đầy đủ cho mình nè. Máy rất là êm mượt luôn nha. Mã số 8 em bán với giá là 330k, mã 8330 ạ. Mã số 9 là có một con máy dành cho mấy anh thuận tay phải nha, không có đổi sang tay trái được đâu ạ. Con này xây thực thì tầm khoảng 3000 nhé. Vào cước số 3 là được 200m, cước số 4 130 nha. Cối là carbon, thân là hợp kim nha.
hàng Đài Loan xuất Nhật ạ. Mô bên sóng này, cần gạt đây, con lăn dính cặn với biển nha, về vệ sinh lại là đẹp nha mấy anh. Hoạt động máy đây ạ, máy chạy ok này. Đấy, chốt chặn đảo chiều đầy đủ nha, tiếng e khi kéo cá này. Số máy mã số 9 em bán bi lá là 160k, mã số 9 160 ạ. Mã số 10 thì em có một con máy hàng Korea xuất Nhật nha, cái phôi mà của Korea thì phôi carbon của nó thì rất là ok nha mấy anh. Đấy, kháng mặn rất là chuẩn ạ. Phôi cước số 0.3 là được 100m ạ, 0.25 là 150 và 0.2 là 230m nha. Con này xây thực là tầm khoảng là 3.000 nha. Radio là 4.3, mô bin sóng tiếng kêu lưỡi gà còn này, cần gạt ha. Con lăn đổi tay quay trái phải đều được ạ. Hoạt động máy đây, máy hoạt động ok, chốt chặn đảo chiều đầy đủ nha mấy anh. Đấy, con máy mã số 10 ạ, em bán với giá là 169k, mã 10 169 nha mấy anh. Mã 11 ạ. Con hồi nãy là mã 12 nha mấy anh. Nãy giờ hình như là em đọc lộn số á, nên là nhầm số nha mấy anh. Có gì chụp ảnh gửi qua giúp em với nha, hoặc là đọc tên và số tiền của con máy giúp em với nhé. Bây giờ đến với con máy mã số 13 nè mấy anh ơi. Một con máy gon 5.000 nhá, xây thực 5.000, lua ngâm lăn xê đều được nha. Radio 5.2 cối là hợp kim, thân là carbon cho mình ạ. Mô bin sóng tiếng kêu lưỡi gà con này, cần gạt mượt mà ha. Con lăn sáng đổi tay quay trái phải đều được nha. Chốt chặn đảo chiều đầy đủ ạ. Đấy, máy hoạt động êm mượt cho mình luôn nhé. Mã số 13 em bán với giá là 270k cho con máy xây thực 5.000 này nhé. Máy chạy với bạc đạn luôn nha mấy anh, bạc đạn luôn ạ. Đây, rất là ok nha. Mã số 13 270k. Mã 14 ạ. 14 thì em có một con máy Shimano Airflex 3.000 nha. Phôi cước số 2 là được 220m nha, cước số 350 và cước số 4 là 100m ạ. Cối là hợp kim, thân là carbon nha. Máy chạy bạc đạn Radio 5.2 nha, rất là ok nè. Mô bin sóng tiếng kêu lưỡi gà còn ạ, cần gạt đây. Con lăn ha, đổi tay quay trái phải đều được. Hàng Malaysia xuất Nhật nha mấy anh. Máy hoạt động ok, tay quay bằng cán gỗ luôn nha. Chốt chặn đây, đảo chiều ha. Con này ngoại hình của nó hơi cũ xíu, nhưng mà hoạt động của nó rất là mạnh nha, khỏe cho mình luôn ạ. Trong máy nó có sẵn dây dù, em để sẵn cho mình luôn nha, em không lấy ra đâu ha. Anh nào mà ưng thì em để cho mình chơi luôn ạ. Mã số 14 mà em bán với giá là 350k, mã 14 350 nha. Mã 15 là một con máy đến từ hãng Daiwa, con máy ST850B nha, xây thực 5.000 cho mình này. Vào cước số 4 là được 200m, cước số 550 và cước số 6 là 120 nha. Đây, mô bin sóng này cần gạt ha. Con lăn đổi tay quay trái phải đều được, hàng nội địa Nhật luôn nha mấy anh. Máy hoạt động ok, đảo chiều chốt chặn đầy đủ ạ. Tiếng e khi kéo cá này. Con máy mã số 15 hàng nội địa Nhật xây thực 5.000, em bán với giá là 300k, 300k cho con máy này nha. Mã 16 thì em có một con máy đến từ dòng Daiwa nha, Long Scat này. Con này hàng China xuất Nhật nha mấy anh. Con này full carbon, kháng mặn tốt cho mình luôn. Xây thực là 5.000 luôn ạ. Vào cước số 4 là 200m, cước số 5 150 và cước số 6 là 120 nha. Mô bin sóng tiếng kêu lưỡi gà con này, cần gạt một mà, con lăn sáng luôn ha. Hoạt động máy đây, máy hoạt động ok, chốt chặn đảo chiều đầy đủ nha. Con máy mã số 16 và em bán với giá là 300k, mã 16 300k. Mã 17 em có một con máy đến từ hãng Daiwa Gigon S nha. Con này xây thực cũng 5.000 luôn ạ. Vào cước số 4 là 200m, cước số 550 và cước số 6 là 120 ạ. Cối là hợp kim, thân là carbon nhé. Mô bin sóng tiếng kêu lưỡi gà con này, cần gạt mượt mà. Con lăn ha, đổi tay qua trái phải đều được. Hàng Thái Lan xuất Nhật luôn nha mấy anh. Máy hoạt động rất là ok nha. Con này tải bao khỏe nha mấy anh. Mã số 17 à, em bán với giá là 550k cho con máy này nha. 550 cho con máy này ạ. Ngoại hình tổng thể còn rất là ok nha. Mã số 17 à, 17 rồi ha. 18. 18 thì em có một con máy cối nông mô bin tĩnh đến từ hãng Shimano nha. Con này xây thực là tầm khoảng 6.000 ạ. Đấy. À, cối tiếp 5 nha mấy anh. Đến từ hãng Shimano, cối tiếp 5 ha. Vào cước số 5 là được 200m cho mình này, rất là ok nha. Mô bin sóng, mô bin tĩnh nha mấy anh, là không có xả cước ra được ha. Cá đóng bằng chết là lôi vào bờ chứ không có xả cước ra được đâu ạ. Cần gạt mượt mà này, con lăn sáng trưng luôn nha. Ngoại hình tổng thể còn rất là đẹp ha. Máy chạy với bạc đạn cho mình luôn nha. Con này hàng nội địa Nhật luôn nha mấy anh, Made in Japan cho mình luôn ha. Hoạt động máy đây ạ.
Đấy, máy hoạt động rất là ok nha, chốt chặn đảo chiều đầy đủ luôn ạ. Đấy, con máy mã số 18 em bán với giá là 339k cho con máy cõi nông mobin tỉnh này nhé, 339k. Và rồi con máy kết thúc video ngày hôm nay của em ạ. Cảm ơn các anh đã xem hết video của em nhé. Các anh có cần tư vấn hoặc đặt hàng có thể liên hệ với số điện thoại em ghim trên màn hình ạ, hoặc Zalo của em số 0344555188 nhé. Chúc các anh đi câu vui vẻ và thuận lợi được nhiều cá. Hẹn các anh ở video tiếp theo ạ. Chào các anh.